không có học bài cẩn thận thì điểm giữa kỳ ha, cái bài giữa kỳ là điểm của em còn thấp nữa. Nên những bạn mà điểm dưới 5 thì xem lại. Còn những bạn mà điểm cao đó cũng không có chủ quan. Mình phải cố gắng điểm giữa kỳ cũng cao như vậy. Đây là điểm của các em, cô đọc đúng trên theo cái hệ thống MS chấm cho em. Còn khi cô nhập vào hệ thống BMT của trường thì điểm chỉ có hai con số. Ví dụ như là điểm của anh Quốc Tiến 7,45 sẽ là thành 7,5. Điểm của anh Hải Đăng 8,05 sẽ là 8,1. 8,1 thì lên hệ thống vẫn là 8. Đó là cô vẫn nhập đúng con số đó, và trên trên hệ thống BMT của trường là chỉ đến là 0,25 trở lên thôi, có nghĩa là 8,25 là thành 8,3, là thành 8,5, còn 8,2 thì về lại 8. Đó thì các em đã biết rồi. Bây giờ dựa trên cái bảng điểm này của em, bạn nào mà mình nghĩ rằng á điểm của mình là cao hơn nhiều nhưng mà có từng đó đó thì em làm đơn phúc khảo, thì cô em phải chắc chắn nha là mình cao hơn nhiều, làm đơn phúc khảo cô sẽ mở ra cô coi lại. Nhưng mà cái chuyện mà sau khi em phúc khảo nó lên rất là hiếm, tại vì ở đây đã kiểm tra rất là kỹ trước khi mà cho các em thi hay cho các em kiểm tra, cho nên không có chuyện mình máy mà chấm nhầm được. Nhưng mà nếu em có nhu cầu thì em cứ làm đơn và cô sẽ xem. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần khác. Bạn Lương. Bạn Lương, điểm của bạn là 7,1. Bạn ghi lại nha bạn Lương nha. Rồi. Thì tuần trước các em đã xong cái phần polysemy, bây giờ các em sẽ qua một cái phần khác. Ambiguity. What is ambiguity? Trinh Lê, please. Trinh Lê. Yes, miss. Yes, what is ambiguity? A sentence is considered as structurally ambiguous when its structure permits more than one interpretation. Thank you. Thúy Nguyễn 991. Thúy Nguyễn not here. Có em không? Yes. Ok Thúy Nguyễn, what is lexical ambiguity? What is lexical ambiguity? Thúy, what is lexical ambiguity? Ambiguity, lexical ambiguity, any ambiguity resulting from the ambiguity of the word. Okay, dear, thank you. How about you, Minh Thư? Minh Thư. Dạ, cô. Yes, Minh Thư, what is lexical ambiguity? Any
ambiguities resulting from the ambiguity of the word elliptical ambiguity. Thank you. Lexical ambiguities, any ambiguity resulting from the ambiguity of a word. Các em nhớ đánh dấu trong sách cho cô. Đối với ngôn ngữ nghĩa thì các em chỉ học cho cô cái phần lexical ambiguities, là tính mơ hồ về nghĩa của câu do cái từ quyết định, do cái từ trong câu quyết định. Lexical ambiguities. Và cái ở trong sách các em có cái phần structural ambiguities, là cái phần này các em sẽ không học đối với môn ngữ nghĩa mà mình sẽ học ở môn cú pháp. Vì vậy khi làm bài kiểm tra thường bài kiểm tra thường kỳ 2, bài kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ không có phần structural ambiguity. Em nhớ ghi chú. Okay. Yeah, for example, they were waiting at the bank. Meaning one, they were waiting at the financial institution. Meaning two, they were waiting at the shore of the river. Như vậy ở đây em thấy từ bank, em đã được học ở bài trước. Và ở đây em thấy từ bank mình được gọi ha, two homonyms. Như vậy ở đây em thấy trong cái câu số 1 này có từ bank. Từ bank là một từ đa nghĩa, vì nó có hai nghĩa trở lên như vậy, cho nên nó làm cho cái câu này nó bị mơ hồ về nghĩa, và mình hiểu nghĩa nào cũng đúng. Được chưa? Rồi bây giờ em nhìn tiếp ha. Thì em sẽ gặp cái bài tập này và người ta cho em một câu ban đầu, và câu ban đầu đó có chứa từ mà từ đó gây ra cái tính mơ hồ về nghĩa, thì nhiệm vụ của em phải viết lại nghĩa thứ nhất của câu đó là gì, nghĩa thứ hai của câu đó là gì, và mình chỉ viết cho cái phần giải nghĩa của cái từ hay là phần giải thích nghĩa của cái từ được in đậm hoặc in nghiêng thôi. Không biến đổi câu, không tự đưa ra một ví dụ khác. Như này em thấy ở đây là they were waiting at the bank. Mình sẽ viết nghĩa thứ nhất, they were waiting at the financial institution, là nghĩa thứ nhất của từ bank. Tương tự như vậy qua tới nghĩa thứ hai, they were waiting at the shore of the river. Number two, that robot is bright. So bright has two meanings, bright shining and bright is intelligent. So both polysemy and two homonymy contribute to lexical ambiguity. Các em tô đậm cho cô cái câu này, hoặc là em có thể ghi chú both polysemy and two homonymy contribute to lexical ambiguity. Now exercise please.
Number one, already they were waiting at the bank. Number two, they passed the port last night. The captain corrected the list. Number four, she looking for a match. Number six, that will make you smart. Only just one sentence. Just only one. I just check again. Tăng Tiến, please. I just check. Tiến, Tiến Nguyễn. Yes. Okay. I just check. Tiến, do not look at your material. Okay, Tiến. Tiến, yes. Answer my questions. Number six. Tiến, number six. So what's your answer for number six? So what is the first meaning and the second meaning? Number six, Tiến. I think it's the egg of frying. No, no. What is the first meaning? In English, not in Vietnamese. I will check. Tiến? What is the first meaning? The first meaning is very serious and needing urgent attention. Tiến? Yes. Answer my question, Tiến. Tiến, what is the first meaning of number five? Or number six, it's up to you, Tiến. Number five is smart. And I think the first meaning is intelligent. Mm-hmm. So can you read the first meaning, Tiến? Spell it works. Okay, thank you, dear. Thank you. I will check another one. Can you do this? Thúy Ái, not here. Thái Bảo, please. Thái Bảo. Yes, miss. Yes. Can you do number four? It's a stick. With can no, no, no. Like you have to read the whole meaning one. She looking for a stick can light up. Okay, so what is the second meaning? What is the second meaning of number four? Sorry, I can't think about second meaning. Okay, thank you. Okay, dear. À, các bạn chú ý như vậy, khi cô hỏi thử để em biết cái cách làm thì các em vẫn bị lỗi. Bây giờ cô sẽ nói lại nha. Cô nói lại nè. Các em nhìn lên đây nha, để mình làm bài không có sai, tí nữa cô yêu cầu em làm. Bây giờ em thấy ở đây, em thấy câu số 1, they were waiting at the bank. Nhiệm vụ của em là làm gì? Nhiệm vụ của em sẽ viết cho cô hai câu hoàn chỉnh, và hai câu hoàn chỉnh đó chứa nghĩa của cái từ được in đậm hoặc in nghiêng, giống như là hai cái câu cô mới cho em. Cái câu đầu tiên là mình đã sửa là they were waiting at the financial
institution. Và nghĩa thứ hai, they were waiting at the shore of the river. Thì tương tự như vậy, ở đây cô hỏi chẳng hạn như cô hỏi một cái câu nhẹ nhàng mà em có thể tìm thấy được. Đó là this will make you smart or she looking for a match. Như vậy em phải tìm, như vậy em xác định được đây từ loại ở đây nó là danh từ. Ví dụ câu số 4 này ha. Như vậy em phải sử dụng từ điển Anh cho cô. Em thấy cái từ match nó là danh từ thì nó có bao nhiêu nghĩa? Rồi, sau khi em xác định là danh từ có bao nhiêu nghĩa thì mình mới đọc cái nghĩa ở trong từ điển Anh. Và ở đây cô khuyến cáo các em sử dụng ba từ điển Anh. Từ điển Anh thứ nhất là từ điển Cambridge Anh ha. Từ điển thứ hai là từ điển Oxford Advanced Learner Dictionary. Từ điển thứ ba là từ điển Macmillan. Ba từ điển. Rồi, sau khi em có được nghĩa của cái từ loại này thì mình mới ráp cái nghĩa em tìm được đó nó có khớp với lại cái ngữ cảnh ở trong câu này không. Nếu như em đọc và em thấy là cái nghĩa của từ đó mà mình ráp vào nó tạo thành một câu có nghĩa thì đó là sự lựa chọn của em đúng. Và còn ngược lại thì mình sẽ không đạt được cái về cái mặt nghĩa của câu, làm cho câu nó vô nghĩa thì mình phải chọn cái nghĩa khác ở trong từ điển. Và đối với bài tập này mình chỉ xài từ điển Anh thôi, không xài từ điển Anh Việt. Và các bạn sẽ làm trên Word, cô gọi bạn nào thì bạn đó sẽ chiếu câu lên cho cô, gửi trên cửa sổ chat. Và cô sẽ hỏi minh chứng, ví dụ như là anh Nhiên anh nói á, anh tìm được cái từ này là nghĩa như vậy và bạn ra được một sản phẩm như thế kia, thì cô nói em cho cô minh chứng là cô sẽ tắt cái màn hình share của bên cô và em sẽ mở cái màn hình share của bên em ra, à để em thấy em tìm đúng từ này ở trong từ điển này và nó có nghĩa như thế này. Rồi bây giờ ở đây trước mắt em làm trước cho cô từ câu số 2 tới câu số 6. 5 câu, một câu cô cho em 3 phút là 15 phút. Thì bây giờ đồng hồ cô là 7:11, 15 phút. Như vậy 7:26 cô sẽ gọi các em. Và các em để làm sẵn trong quần nha, cô gọi em bỏ cái màn hình chat liền cho cô. Ok, now do it please. From 1 to 6. Rồi.
Okay. Now number two. Cô hỏi bạn nào, cô gọi tên bạn nào, bạn nói có thì gọi giùm cho cô em nha. Nói cho cô có, em bỏ cái câu trả lời của em lên cho cô. Câu số 2, number 2. Phúc Sinh. Yes. Rồi, xin bỏ lên cho cô trên cửa sổ chat đi em. Number 2. Yeah. Cô ơi, câu 2 bị che rồi cô ơi. Port. Cô sẽ đọc cho em. They passed the port at midnight. They passed the port at midnight. Hiếu Long. Hiếu Long. Hiếu Long cũng để lên cho cô câu số 2. Câu số 3. Lan Anh. Câu số 3 em. Hoàng Oanh. Câu số 3. Lan Anh, Hoàng Anh. Câu số 3. Câu số 4. Trung Hiếu. Bích Trâm. Các bạn tắt mic cho cô. Câu số 5. Hữu Phước. Dạ có. Rồi, để lên cho cô. Câu số 5. Nó bị che rồi. Mới nãy giờ em có làm rồi mà, giờ có mấy kệ nó trước, cô để cho em nãy giờ là 15 phút để làm rồi mà em. Chứ nãy giờ em làm mà Phước. Dạ có cô mà nhìn nó. Ô, bên em cái chat nó bị, nó không phải lên được rồi cô. Cô ơi, cô tắt chat rồi cô ơi. Đúng rồi, cô tắt chat tôi biết rồi. Để cô để khi em làm em không trao đổi. Cô đã mở chat lên lại. She looking for a match. This will make you smart. Chí Phú làm cho cô câu số 6. Chí Phú. Yes. Rồi các bạn cùng nhìn ở lên trên cái cửa sổ chat ha, và mình sẽ sửa với nhau. Các bạn nhìn cho cô câu số 2 của bạn Hiếu Long.
bạn Hiếu Long gửi để cô xem vào lúc mấy giờ, vào lúc 7:30. Rồi các em nhìn lên đây ha, bài của bạn Hiếu Long nè: They pastored the poor at midnight. They pastored the town at midnight. They pastored the left side if a sheep at midnight. Bây giờ bạn Hiếu Long nói cho cô nghe ha. Như vậy bạn tìm ra cho cô, ở đây bạn để là the poor, và bạn giải thích nghĩa cho cái từ poor trong tiếng Anh này là town. Như vậy bạn tìm ở đâu vậy bạn Hiếu Long? Cô là em tìm trên Cambridge Dictionary. Như vậy em chỉ có là một từ town hả? Thế là em không có miêu tả gì phần phía sau cho cái từ town hả em hả? Như vậy bạn Long bạn nói là bạn tìm trên từ điển Cambridge. Bây giờ bạn share màn hình cho cô xem. Dạ thưa cô, là em bị thiếu. Đó, thấy chưa? Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, thì đó là cái câu đầu tiên ha. Cái câu thứ hai của bạn là they pastored the left side. Cái đó là tại đánh máy lộn. Rồi, bây giờ em tìm thấy là cái từ port em tìm được nghĩa là the left side of a ship. Thì em cũng tìm thấy ở đâu vậy em Long? Cô là cũng ở trên Cambridge. Cũng trong từ điển Cambridge. Nhưng mà em có thể share cho cô thấy được và các bạn thấy được cái từ port nó sẽ có nghĩa như em giải thích không? Left side of a ship. Em có share được không em Long ơi? Em có chia sẻ màn hình được không? Dạ được ạ. Rồi cô sẽ tắt bên cô. Cô thấy vô. Oh yes. Rồi bây giờ cô hỏi em tiếp nè. Khi mà em ráp cái nghĩa này vào thì em thấy cái câu của em có nghĩa không em Long? Long. Thì cô là em thấy là vẫn không được thuận miệng cho lắm. À không thuận miệng là như thế này em Long, em nói cô nghe. Thì cô là nó kỹ như là có vẻ em thiếu thông tin. Không phải em thiếu thông tin, bây giờ cô hỏi em có thể dịch ha. Như vậy khi em nói là they pushed the left side of a ship, nghĩa là sao em? Nếu như nói về nghĩa tiếng Việt đó, thì câu đó nghĩa là gì em? Họ vượt qua phía bên tay trái của con tàu. Họ vượt qua em hả? Họ vượt qua. Họ đi qua cái phía bên trái của con tàu. Đi qua là đi qua như thế nào em? Em hiểu cái từ past. Thì em nói đi qua là đi qua như thế nào, như em hình dung ra đi qua là đi ngang qua hay bước qua hay là như thế nào em? Thì em đang nói tiếng Việt là từ đi qua. Còn là đi ngang qua nhau. Đi ngang qua cái phía bên trái của con tàu chứ không phải là bước ngang qua. Ok, thank you. Rồi em tắt cái phần xem màn hình của em. Rồi tới bạn Phúc Sinh. Bạn Phúc Sinh, bạn tìm cho cô là bạn thấy từ seaport. Như vậy bạn thấy cái từ port đây nó sẽ có cái nghĩa đầu tiên là seaport. Và ở đây bạn đang bị viết sai, đánh viết sai chính tả. Như vậy cái từ seaport là bạn tìm ở đâu vậy bạn Sinh? Dạ em nghĩ từ đấy là vậy. Em đã ăn thôi, không tìm cái từ đấy ạ. Em nói sao xin, em nói chậm rõ cho các bạn nghe xin. Cô là từ đấy em nghĩ ra em đánh thôi chứ em không có tìm cái từ đấy. Em nghĩ ra, em vì sao em nghĩ ra được từ đó? Và tại vì là port là cảng biển thì seaport em nghĩ cũng là cảng biển. Rồi tiếp tục em nha, qua cái câu thứ hai. Em để cho cô từ Portuguese wine là em tìm ở đâu?
Dạ, Portuguese Y ở anh tìm trên Cambridge Dictionary. Rồi. Bây giờ xin nhìn tiếp cho cô ha. Trên cái câu gốc của cô cho với cái câu bài làm của em, nó có cái lỗi chỗ nào không? Past. Ok. À, bây giờ các bạn chú ý cho cô. Rồi. Như đây em thấy là cô yêu cầu bạn phải nói cho cô tại sao bạn tìm ra được như vậy, và ở đây em phải có mở minh chứng như cô. Ví dụ như bạn nói bạn có chia sẻ cái màn hình chung để khi mà bạn chỉ cho mình biết là bạn tìm ở đâu. Rồi, và bây giờ câu hỏi của bạn Sinh đó, thì các em chú ý ha, đây là cái lỗi gì ghê gớm. Nhưng mà khi các bạn kiểm tra, nếu mà cho bài làm như thế này, bài tập giống gì đó, là cô để cho máy chấm hết, thì các em bị sai chính tả hoặc sai ngữ pháp là máy sẽ không chấm cái phần đó cho em luôn, em chú ý giùm cho cô. Rồi bạn xin xong rồi. À, như vậy em thấy ở đây cái câu số 2 ở đây ha, không phải bạn xin mà những bạn khác cũng giống vậy, mình sẽ để ý tới cái thì ở trong câu. Vì cái đây ở đây em thấy cái thì này thì quá khứ đơn. Như vậy khi em viết lại câu em cũng viết lại cho cô ở thì quá khứ đơn. Và ở đây đáp án của hai bạn cô đều đồng ý. Rồi. Em sẽ nhìn ở đây cho cô ha. Rồi. Ở đây em nhìn cho cô cái câu ở trên slide đáp án nè. Ở đây cái vị trí của cái từ chỉ thời gian, cái đây là cái đáp án của tác giả cuốn sách này chứ không phải của cô. Thì ở đây đối với lại cái mốc thời gian đó thì em thấy tác giả đổi ngược ra đằng trước. Bây giờ cái vị trí gọi là trạng ngữ chỉ thời gian nó đứng đằng trước hay đằng sau không quan trọng. Hai trường hợp đều đúng, nhưng mà đối với cô thì cô vẫn muốn là để đằng sau. Tại vì để các em nhớ là mình chỉ thay thế ha, mình sẽ giải thích nghĩa của cái từ được in đậm in nghiêng thôi. Và từ ở đây các bạn đã tra được ở trong từ điển, mà khi mình ráp vào nghĩa tạo ra câu đó có nghĩa là vẫn đúng. Vì vậy các em lưu ý đối với dạng bài tập này, hai đáp án cho mỗi câu mà cô chiếu cho các em là hai đáp án nổi bật tiêu biểu. Còn ở đây bạn có những đáp án khác mà nó vẫn có tạo ra được cái câu đó có nghĩa với cái từ mà gây ra cái tính mơ hồ về nghĩa thì em vẫn đúng. Chẳng hạn như bạn hồi nãy em thấy có bạn trước bạn làm đó, là bạn để cho cô là the left side of the ship, thì cô vẫn để cho em là đúng. Ok, rồi tiếp tục cho cô qua số 3. The captain corrected the inventory. The captain corrected the record of short pieces of information. Giờ tới bạn Lăng Anh. Câu số 3 là bạn Lăng Anh. Cô tìm được một bạn nữa. No more. Giờ Lăng Anh. Lăng Anh trả lời với cô nghe. Em tìm ở đâu được cho cô? Em có là the captain corrected the inventory. Em tìm ở đâu vậy em, Lăng Anh? Em tìm trên Cambridge cô. Em tìm ở đâu Lăng Anh, em mới lớn? Cambridge cô. Rồi em share màn hình cho cô đi em. Cô tắt màn hình, em share màn hình nha. Share lên đi em.
Ở đây không phải là cô hỏi em có từ inventory. Ở đây cô hỏi em cái từ đó, cái từ mà trong cái bản gốc của cô để em ra được cái nghĩa là inventory chứ không phải em tìm từ inventory. Nhưng mà em gõ cho cô cái từ trong bản gốc đi. Dạ dạ. Em gõ lên màn hình luôn. Đây cô. Rồi, giờ cô hỏi em từ list á, từ cái từ list mà em thấy được, em chỉ được cho cô cái từ inventory em tìm được ở đâu? Là em tìm từ list trên đây xong rồi em thấy nghĩa như này xong rồi em tìm. Bây giờ cô nói em làm sao em tìm được từ list, nó được giải thích là từ inventory, em nói cho cô nghe. Dạ, từ list là nó có nghĩa là liệt kê những cái thông tin, là em dịch đó là từ danh sách cô, mà từ inventory nó cũng xem. Nhưng bây giờ cô đang hỏi em từ ở đây, em các em nhìn ở đây cho cô ha, em thấy từ list ở trên từ điển của bạn nè, thấy mở hoặc đóng hoặc là từ record đúng chưa, và ở dưới giải thích là a record of sources of information such as people names. Rồi bây giờ ý cô đang hỏi làm sao em tìm được cho cô nghĩa của từ list. Có nghĩa thứ nhất như em biết ra được đó là từ inventory. Em thưa cô là em vẫn chưa hiểu lắm cô. Bây giờ em thấy trên cái bài làm, các em chú ý ha, các em thấy trên bài làm của mình không? Dạ có. Rồi các em nhìn nha, bài của bạn Lan Anh nè. Bạn Lan Anh viết là the captain corrected the inventory. Mà inventory thì bạn viết đang sai chính tả. Vì ý của hỏi em làm sao em ra được là cái từ inventory. Làm sao em tìm ra được? Đó là sản phẩm của em đó. Còn cái em đang viết cho cô, em đang nói là cái từ list the record ở đây là the captain corrected the record of short pieces of information là đúng. Là vì đúng trên nghĩa của cái từ list ở trên đây là câu thứ hai là đúng. Bây giờ cô đang hỏi là cái từ inventory ở đâu ra? Em lấy ở chỗ cái phần phần smart broadcast là những cái từ liên quan đó cô. Rồi từ liên quan đâu em thấy đâu? Rồi em chỉ cho cô từ inventory. Thank you.
Cô là lúc nãy em có vừa thấy cô mà sao giờ em bấm vô lại. Lúc nãy là em lúc nào em tìm thấy lúc nào thì em cứ mở đó đi, cô cả lớp đang đợi em hả? Cái lúc nãy em đang làm bài thì em thấy cô nhưng mà giờ em vô tìm lại thì không thấy. Sao không được, em cũng trên một cuốn từ điển đó mà sao tìm ra? Được rồi, em mở lên đi. Rồi em đứng yên đó nha, em đứng yên cho cô. Em làm lại, em back lại cho cô. Em trở ngược lại đi để các bạn cùng thấy. Rồi em đợi. Rồi để thấy được từ inventory. Rồi bây giờ để coi. Em click, em kéo lên một xíu cho cô. Kéo lên để mà mình thấy cái tiêu đề một loạt từ này là gì. Em kéo lên cho cô. Đây, related words and phrases. Ok, rồi em click vô cho cô cái từ inventory. Rồi, ok, rồi các bạn, rồi em đứng yên đi cho cô. Rồi, các em thấy ở đây bạn Lan, bạn tìm ra được như này nha. Rồi em thấy bạn có ở đây inventory a detailed list of all the things in a place. Rồi cảm ơn em. Rồi em tắt share màn hình cho cô đi. Như vậy ở đây các em thấy cả lớp rất là kiên nhẫn với các em. Mà mình không có gì mình phải vội vàng hết. Tại vì mình đã làm ra được sản phẩm đó thì mình phải giải thích được là sản phẩm đó làm ra được từ đâu. Và qua cái cách bạn Lan Anh bạn tìm ra và bạn giải thích được cho cả lớp như vậy thì các bạn khác khi làm bài này mình cũng bắt chước bạn cái cách tìm như vậy. Và các em nhìn tiếp đây cho cô nha. The captain corrected the list. The captain corrected the inventories. It means the list of all the things in the ship. Giống như là trên cái bài, cái chỗ mà bạn Lăng Anh đã tìm ra. Here, the captain corrected the tilt. The tilt means the position in which one side of something is higher than the other. Thì ở đây làm sao các em tìm được ra từ này? Thì khi em tra cái từ list, em phải thấy có cái từ link. Từ cái từ link đó, các em sẽ tìm ra được từ tilt. Và như cô nói với các em ở đây, thì ở đây chỉ là mới là hai cái đáp án được làm rõ và tiêu biểu. Như ở đây em thấy đáp án của bạn Lan Anh. Đó, bạn viết the captains corrected the record of short pieces of information. Thì đáp án này vẫn là đáp án đúng. Từ vì cái nghĩa này các em lấy ra được ở trong từ điển và mình rác vào là vẫn tạo ra câu có nghĩa. Các em lưu ý. Tiếp tục các em qua câu số 4. Number 4. Trump.
She's looking for a sport event. Number one. She's looking for lighting fires. Trung Hiếu, she's looking for a sport event. She's looking for someone who is equal her level. Trung Hiếu. Level là gì vậy em Hiếu? Là cái trình độ. Trình độ không có level như anh đang viết trên cửa sổ chat cho các bạn nha anh Hiếu. Gì ta? Rồi. Cái đầu câu là anh Hiếu phải viết hoa, cuối câu là phải có dấu chấm câu. Trước khi mà mình nộp lên mình xem mình có sai chính tả chỗ nào không. Ý anh đang nói là trình độ là level chứ không có level như anh. Đầu câu là có she này anh Hiếu. Rồi bây giờ anh Hiếu chỉ cho các bạn xem cho cô là she's looking for someone who is equal her level. Em chỉ cho cô em tìm được ở đâu? Dạ, Cambridge Dictionary. Rồi vậy em có thấy được là someone who is equal không? Huh? Someone who is equal her level có không em? Không có, nhưng mà có to be equal to another person. À, vì mình không có nhưng mà em tìm được một cái cụm giải thích và em đã chỉnh sửa lại đúng không? Dạ vâng. Yeah, thank you, that's correct. Rồi các em chú ý ha. Ở đây đối với câu số 4 em thấy anh Hiếu ảnh đã tìm ra được và cái bạn nói là chính xác ha. Ra một cái cụm từ để giải thích cho từ match. Và anh đã biến đổi một chút. Ví dụ ở đây trong đó nó someone level thì anh đã biến đổi vì mình có từ she, cho nên là anh phải biến đổi thành cái từ someone đó ha. Thì ở đây anh sẽ biến thành từ her, ở đây là đúng. Mà cô đồng ý. Ok, và anh Hiếu là nhớ chú ý. Và bây giờ cô hỏi bạn Bích Tranh. Bạn Bích Tranh, bạn tìm cho cô từ match mà bạn tìm thấy được nghĩa của từ lighting fire là bạn tìm ở đâu đó bạn Bích Tranh? Bích Tranh. Dạ, dạ em tìm ở từ điển approach. Rồi bây giờ em chia sẻ màn hình giùm cô được không? Dạ. Rồi cô tắt bên cô, em tìm cho cô để cô thấy từ match là có nghĩa của cái từ lighting fire. Rồi cô tắt bên cô. Rồi chia sẻ đi em. Cô thấy chưa cô? Cô mới thấy cái màn hình Zoom. A match. Rồi để các bạn cùng xem. Rồi em kéo con chuột, em để con chuột đến cái từ mà lighting fire của em đâu. Lighting fire. Dạ đây. Dạ ok. Như vậy khi em viết như vậy em có thấy có vấn đề không em Bích Trâm? Và các bạn cũng nhìn lên nha cô nha. Bích Trâm, em nhìn trên từ điển em tra được ha. Và các bạn trong lớp cũng chú ý, tại vì những cái mà có trục trặc một chút của bạn mình cũng có thể gặp phải. Và ở đây cô sửa, phải sửa cho một bạn đó và những bạn khác trong lớp. Rồi bây giờ bạn Trâm bạn để là for lighting fire. Rồi, các em chú ý cho cô nè, Trâm kéo lên cho cô để thấy từ match. Rồi, em thấy ở đây nha, she's looking for a match. Như vậy a match đó là một danh từ mà bạn đang tra đúng. Nào, được chưa? Rồi kéo xuống cho cô for lighting. Rồi, em thấy ở đây nè, match for lighting fire. Như vậy cái từ đầu tiên là từ for. Ở đây khi trong cái câu gốc của em đó là một danh từ thì em phải tìm một danh từ tương đương.
Chứ còn ở đây bạn điền ra cho cô là she looking for lighting fire là sai. Tại vì trong từ điển của em là for lighting fire. Rồi bạn vẫn yên đó cho cô. Bây giờ các em nhìn cho cô nè. Nhưng khi em tìm được như vậy thì em phải viết như thế nào? Đây, em phải nhìn xuống dưới. Countable. She's looking for a small stick made of good or cardboard that you use for lighting a fire cigarette. Là mới là đúng. Được chưa em Trâm ơi? Dạ. Yeah. Rồi, có nghĩa em phải viết lại cho cô là she's looking for a small stick made of good cho đến từ cigarette hoặc là từ a fire. Được chưa em? Dạ, được cô. Rồi, các bạn khác cũng như vậy. Rồi, em tắt cái phần share màn hình đi em. À, cảm ơn em. Anh Hiếu. À, mà những bạn khác cũng như vậy. Môn của cô là 8:10 mới hết giờ. Mà xin ra sớm mà đi chích vaccine là cô đồng ý. Đi test cô biết là cô đồng ý. Còn xin ra sớm là chuẩn bị thuyết trình cho môn sau là cô không đồng ý. Khi nào mà môn này hết giờ mà cô chưa cho em ra thì em xin cô. Còn môn này chưa hết giờ mà đi học môn khác là cô không có đồng ý đâu. Nếu em tiếp tục ở đây cho cô ha, mình nhìn lên đây cho cô tiếp. Ok, như vậy ở đây bạn làm cho cô là she's looking for a sports event, yes. She's looking for a marriage. She's looking for someone who is equal to her level. She is looking for a stick. Okay. Đó là các bạn làm ở đây là đúng. Và đây là hai cái đáp án gợi ý cho em. Và ở đây các em thường là không có làm được cái phần thứ hai. She is looking for a marriage. Thì là mình học thêm thôi. Như vậy ở đây cách mà bạn làm là đã đúng. Rồi bây giờ cô tiếp tục ha. Qua cái phần câu số 5. Number 5. Number 5. This world. Cái cuối cùng cô. Nancy, tôi thấy cái... là phước. Cô thấy em mới gửi lên lại lúc 8:01. Ok, good. Bây giờ cô hỏi bạn Phước ha. Để cô đem một mình bạn Phước làm câu số 5. Còn bạn nào nữa. Bạn Phước bạn làm 3 lần thấy xuyên quá xuyên. Ok. Rồi Phước, bây giờ câu hỏi Phước anh, các bạn nhìn lên màn cái cửa sổ chat cho cô nha. Rồi em thấy cái tác phẩm của bạn Phước nè. Rồi Phước, là tại sao lần thứ nhất em làm như vậy đúng không? Rồi qua lần thứ hai em thay đổi. Rồi em đang giải thích cho cô lần thứ nhất còn lần thứ hai thôi đã Phước. Dạ. Yeah. Em nói cho cô tại sao lần thứ nhất em làm như vậy. Rồi sau đó mình chuyển qua lần thứ hai lúc 7:55. Rồi Phước giải thích cho cô và các bạn nghe xem. Dạ cái lần một là em tưởng lộn là giải thích nó ra. Là nó có hai nghĩa. Một cái là thông minh. Thuộc mà thông minh hơn. Cái thứ hai là kiểu như là kiểu nỗi đau của cô. Rồi dạ. Là em thấy vậy là kiểu nó không hợp lý lắm nên em chuyển qua cái thứ hai. Rồi vậy cái em thứ dừng hai. Từ Phước em dừng cho cô. Như vậy em thấy ở đây bạn Phước không? Bạn cái phần làm của bạn Phước cũng sẽ có những bạn khác sẽ làm giống bạn Phước. Tại vì những lớp khác thì cô dạy bài này cũng yêu cầu tất cả các bạn đều làm bài và nộp trên MMS cho cô. Thì cái lỗi mà mắc giống bạn Phước rất là nhiều là em hiểu là cái câu đó xong mình diễn đạt lại cái nghĩa của câu đó và đi viết bằng một cái cách khác giống như anh Phước. Là do là mình đọc đề chưa kỹ, là mình chưa hiểu cách làm. Như vậy anh Phước đã tự nhận ra được cái lỗi của mình. Rồi và anh Phước đã làm tiếp lần thứ hai. Rồi bây giờ Phước làm lần thứ hai ở đây. Như vậy lần thứ hai của em nó có vấn đề gì mà em làm qua lần thứ ba? Đó là smart với clever là nó cùng một nghĩa.
Yeah, nó không có cái kiểu kiểu nghĩa khác nữa. Ok, good job. Như vậy em thấy bạn Phước không? Tiếp tục qua lần thứ hai thì bạn vẫn nhận lỗi ra. Như vậy ở đây các em lưu ý nha. Như vậy khi em đi tìm nghĩa của một từ mà em thấy nó cùng một từ loại, lần thứ nhất người ta cũng giải thích nghĩa của từ đó mà sử dụng một cái từ khác, ví dụ như là ở đây dùng từ clever. Lần thứ hai người ta xài một từ khác mà nghĩa giống như từ clever. Như vậy nếu như hai lần giải thích mà nghĩa bằng nhau, hai nghĩa giống nhau, thì mình chỉ lấy một lần thôi. Và lỗi này các bạn cũng mắc như thường chứ không phải là không có. Đó, và em thấy anh Phước anh cũng tự nhận ra, à vì nó trùng nghĩa cho nên anh làm tới lần thứ ba. Đây. Ok. This will make you clever. Yes. This will make you fashionable. That's right. Đó, như em thấy ở đây, đây là cô rất thích những bạn học như thế này. Mình có thể sai để đến cuối cùng, nếu anh Phước sai cô vẫn thích. Tự vì ở đây ảnh đã tự rút ra được cái lỗi của mình và mình làm những lần kế tiếp mà rất là đáng khích lệ. Cô cảm ơn. Dạ, rồi bây giờ cô. Em xem bên đây tiếp tục cho cô nha. Ok. Đó. Những cái nghĩa ở đây là được lấy trong từ điển hết. Bây giờ em chịu khó cho cô đồng hồ cô 5 phút. À còn các em còn 5 phút nữa, 10 mới hết giờ. Nhìn cho cô ha, cái câu số 6. Nhìn trên cửa sổ chat cho cô. I heard the girl calling for help. I heard the girl calling out loudly. Chí Phú. Yeah. Rồi, Chí Phú nói với cô nghe nha. Bây giờ em tìm cho cô là I heard the girl calling for help. Em tìm thấy ở đâu vậy Phú? Đó là em tự nghĩ ra rồi. Nếu em tự nghĩ ra thì em có thấy nó đúng không? Không. Tự vì ở đây nè em nè, cái cách để làm cái bài này, thứ nhất là mình sẽ dựa vào nghĩa của từ trong từ điển. Sau đó mình lựa nghĩa để phù hợp trong câu là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là mình sẽ dựa trên cái kiến thức nền của mình. Nhưng mà kiến thức nền của mình, cái mình sự hiểu biết đó và những người khác cũng đồng ý với sự hiểu biết của mình thì sẽ được chấp nhận. Còn ở đây khi bạn Phú cũng cố gắng á, bạn biết được calling for help, nhưng mà rất tiếc là cái này là không có đúng. Tại vì là em hiểu với một đứa con nít ha, nó khó, có khi là nó cần sự giúp đỡ hoặc là nó đòi ăn đòi uống đó, nhưng mà mình vẫn tìm được nghĩa ở đây trong từ điển, cho nên ưu tiên một, các em nhớ ưu tiên một là tìm nghĩa của cái từ đó ở trong từ điển anh. Còn khi mà mình gặp một trường hợp quá khó, em sẽ gặp trong 16 câu cô cho có một câu em tìm trong từ điển nó khó lắm, thì mình mới sử dụng cái kiến thức nền của mình. Ok, rồi đó là câu số 1 anh Phú. Câu số 2, call out loudly, là anh Phú tìm thấy ở đâu? Trong từ điển Cambridge. À, từ trong từ điển Cambridge là đúng, cô biết, cảm ơn em. Ok. I heard the girl crying, I heard the girl weeping, or I heard the girl shouting. I heard the girl calling out loudly. Okay. Rồi các bạn chú ý ha. Như vậy em sẽ tìm được nghĩa của từ cry trong từ điển giống như là bạn Phú. Rồi và đây là cái phần gợi ý. Như vậy các em chú ý cho cô ha. Như vậy ngày hôm nay là các em đã dừng ở đây. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 10, let me check. 8 phút em còn 2 phút nữa, 18 tháng 10. Các em sẽ dừng xong câu số 6. Tuần này các em sẽ đi học bù cho cô vào ngày thứ 7 để cô sẽ xem có cái lịch gì đột xuất của khoa hay không. Và đây các em sẽ đi học bù cho cô vào ngày thứ 7.
tuần này. Và các em đợi cho cô một phút, em chụp cho cô cái phần kiểm tra giữa kỳ của thứ hai tuần sau. Các em sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ. Đây, em sẽ chụp cái format. Còn có gì hiểu không hỏi về format đó nữa thì thứ bảy này gặp nhau các em sẽ hỏi cô. Đây, em chỉ chụp thôi, không có tốn phút nào, cô cũng còn ra sau, không có tốn thời gian nhiều. Đây là phần kiểm tra giữa kỳ của môn ngữ nghĩa. Các em lấy điện thoại ra em chụp đi. Thứ hai tuần sau kiểm tra giữa kỳ. Đây là toàn bộ cái phần ôn tập và format của đề thi, chụp điện thoại. Thứ bảy học bù, tiết 34. Thứ bảy tuần này là ngày 23. Rồi. Rồi các bạn chụp xong chưa? Dạ rồi. Rồi ha. Các em nhớ ha. Rồi bây giờ đồng hồ cô đúng 8:10 là hết giờ môn của cô. Ok. Goodbye class. Goodbye miss. See you this weekend. Bye, miss.